Bin, con đi đâu hả Bin? Bắt tôm. Bắt tôm hả? Tôm ở đâu? Rồi đi đi. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Bin đi bắt tôm nha. Rồi, đi bắt tôm thôi. Tôm đâu Bin? Đâu? Thấy chưa? Ôi, nguyên ao tôm luôn hả? Có tôm không? Ở đây các bạn ơi, có quá trời tôm luôn nè. Rồi bắt tôm vô bạn Bin ơi. Bắt lẹ lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đâu tôm? Thấy tôm bơi không? Rồi, bắt đi. Action. Wow, các bạn ơi, bạn Bin bắt được một con tôm rồi. Hôm nay bạn Bin đi bắt tôm với bạn Ason nha. Bạn Ason, chào các bạn đi bạn Ason. Wow, hai con rồi. Rồi, nay bắt tôm bỏ vào vỏ, hồi về nướng ăn nha. Nó cắn hả? Một con nữa. Ở nhiều dữ hả? Tôm đâu nhiều dữ hả bạn Bin? Đây các bạn, mình bắt thử một con nha. Bạn Bin bắt vui quá. Rồi. Rồi bắt chung với bạn Bin nè. Rồi mới lội xuống luôn hả? Tôm bơi kìa, tôm bơi này nè. Đó, đó. Đó thấy không? Thấy không? Đó. Đó. Đó, tôm đang bơi kìa. Đâu tôm đâu bạn Bin, cho các bạn xem với. Còn nữa không bạn Bin? Đây, rồi một con tôm nó bơi đây nè. Wow. Nè tôm còn sống luôn nha. Rồi bỏ vô cái vỏ. Đây, bọn tôm đi bự dữ rồi hả? Ôi. Nè cái râu nó này Bin ơi, cái râu nó nè. Nè nắm cái râu nó lôi lên. Đó. Con tôm mình lặn dưới sùng dưới bùn á. Đây đây đi. Một nè, hai con tôm này bơi nè. Nè nè. Đó bơi chạy kìa. Rồi chụp vô. Rồi một con nữa nè, một con nữa nè. Ô. Ô. Cái gì vậy? Con người á. À con ruồi á. Rùi nó bị té xuống nước chết luôn á. Đây con tôm này bơi nè. Ôi. Ôi nhiều quá hả? Nè đây đây bắt bụng cho. Trời quá trời tôm luôn. Thôi bỏ vô vỏ. Ason, cho cái vỏ. Trời ơi. Ason bắt phụ đi Ason ơi. Rồi bỏ vô vỏ nha. Ôi tôm nhảy xuống kìa. Đây. Rồi bỏ vô. Này có cá, mà Bin có cá dưới đây không? Chạy đây hả? Rồi, tém qua. Rồi, bỏ vô. Rồi quá, ơ con tôm nhảy nước kìa. Ê, con tôm. Ủa con tôm nhảy gì vậy? Ủa nó chui dưới đất đó. Trời ơi, ui quá trời luôn. Ê, trời ơi tôm nhảy dữ hả? Rồi nhảy lên bờ luôn hả? Rồi bỏ vô nghe. Còn nữa không? Wow. Đây chụp vô bên Bin ơi. Ê, ủa nhảy dữ hả? Wow. Quá trời tôm luôn các bạn ơi. Ở tôm bơi bên đây nè. Hai con này Bin ơi. Ôi quá trời luôn nè. Nè đây nè. Đó, chụp vô. Chụp vô. Ôi, tôm nhảy dữ hả? Kìa, rồi một con. Rồi một con này nhảy đây nè, chụp. Bắt nó vô đây, một con. Bỏ vô vỏ. Con nghe tôm nhảy vỏ nè. Ôi nhảy dữ hả? Rồi bắt vô. Đâu? Đây, hai con tôm nữa các bạn ơi. Rồi, bỏ vô vỏ nha. Rồi, tôm nhảy quá trời luôn bạn Bin ơi. Rồi, nhảy lên bờ một con rồi nè. Nè, chụp vô. Rồi, tôm đâu mà nhảy dữ hả? Rồi, tôm nhảy quá trời luôn. Nhảy lên bờ kìa bạn Bin ơi. Chụp lẹ.
Bác phụ đi Sơn ơi. Quá trời là còn đâu nữa không? Bác Biên cầm đi, Còn không? Đây là Minh. Chưa. Chào bạn Minh ơi, bạn Minh. Có đây nè. Đây nè, một con tôm đây nè. Nè đây. Wow, hay quá, bạn Minh bắt được quá trời tôm luôn các bạn ơi. Trời ơi, tôm nhảy dữ hả? Bạn Minh. Này. Dạ mày bắn men. Xuống lên bắn men. Còn không? Còn tôm không Bin? Wow. Hay quá, bạn Bin bắt được một con nữa rồi. Rồi bỏ vô giỏ đi, bỏ vô giỏ bắt tiếp nha. Tôm cá này bạn Bin. Thôi tôm nhảy kìa. Chớp. Chớp. Đâu có con ốc nữa hả? Đâu? Ở bên đây có ốc nữa các bạn ơi. Ốc tôm quá trời luôn. Rồi bắt bỏ vô giỏ đem về luộc ăn luôn. Rồi bỏ vô giỏ đi, bỏ hai con tôm vô giỏ đi. Rồi bỏ vô giỏ nha. Rồi hết chưa? Biết đâu rồi. Đây là biết chụp bạn biết. Rồi một con nữa nghe, ôi tôm bự quá. Rồi đây các bạn ơi, quy một cái sọt quá trời tôm luôn nè. Ba sọt luôn. Rồi. Còn không? Hết rồi hả? Hết rồi đi về nghe. Còn hả? Rồi kiếm đi, kiếm cái còn không? Kiếm hết thằng về nghe. Ốc này không biết. Rồi ốc bỏ vô luôn. Quá trời. Wow, hay dữ hả? Trời ơi, ông Bin bắt hay quá, được con tôm đó các bạn ơi. Quá trời tôm luôn. Bắt gần đây một sọt rồi. Wow, hay quá. Rồi, bỏ vô nghe. Rồi hết rồi các bạn ơi, rồi bây giờ mình đi về nghe. Đi về và đem tôm về nướng ăn nghe. Rồi đi về thôi con Bin ơi. Còn hả? Hết rồi. Rồi đi về đi. Rồi đây nè các bạn ơi, bạn Bin hôm nay đi bắt quá trời tôm luôn nghe. Đây, một cái sọt tôm này có ốc trong đây nữa nè. Sắp đầy sọt rồi. Thêm cái sọt nhỏ nữa. Đây. Như vậy video bắt tôm đến đây là hết rồi nha các bạn. Đi Bin. Bin máy bay các bạn đi. Sòn.